Trong video này chúng tôi xin giới thiệu về cái cấu tạo chi tiết của một cái cầu thang sắt bằng sắt bắt từ sân thượng của một cái căn nhà lên trên mái nhà để mà thăm trên mái, sửa chữa bảo trì các cái hệ thống kỹ thuật bên trên. Lát nữa chúng tôi sẽ quay trên mái sau. Cái kiểu cầu thang này thì so với cách đây mười mấy năm thì nó cũng đã được cải tiến nhiều rồi, để cho cái việc thi công nó nhanh gọn, trọng lượng nhẹ nhàng, chi phí thấp. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu từng cái chi tiết như sau. Đây là cái giữa là cái trụ tròn ngay tâm của cầu thang. Cái thành phần tiếp theo là cái bậc thang, rồi tới cái song lan can và cái tay vịn lan can. Thì đây là cái bậc thang đây. Cái bậc thang này nếu mà trừ cái đường kính của cái trụ tròn ở giữa ra đó thì là nó còn là 55 cm. Nếu chúng ta cộng cái trụ này đường kính khoảng một tấc, tức là cộng cho 5 phân bán kính nếu tính từ tâm nữa, thì nếu chúng ta tính từ cái tâm tâm trụ đây nè, thì tính từ tâm trụ á thì chúng ta sẽ có cái bán kính bậc là 60 cm. Có nghĩa là nếu mà tính đường kính phổ bì từ cái mép này nè, qua cho tới cái mép bên này, đây là cái cầu thang sáng hình tròn, thì nó khoảng 1m2, tức là quý vị đóng phủ bì cho cái không gian của cầu thang sáng như này nè là 1m2, thì sẽ làm được cái cầu thang như này. Nhớ là cái trụ này là đường kính 10 cm này. Chúng ta có thể làm nhỏ hơn hoặc lớn hơn, cũng tùy theo cái bề dày của cái thành của cái ống này. Đây là cái bậc. Cái bậc thì trước đây chúng ta làm nó cũng tương đối nó phức tạp, tức là bằng những cái thanh sắt hộp hoặc là xanh V, sau đó là với hàng hoặc là bán cái tấm này lên. Bây giờ thì người ta dập luôn. Cái đây cái tấm sắt đây. Sát này thì người ta dập cái chữ cái U, dập cái lợi như này, thì nó tạo thành cái giống như cái chữ U vậy đó, cho nên là nó chịu lực là rất là tốt rồi. Thành thử đây là một cái tấm nguyên một cái bậc này, là cái tấm nó có cái lợi, cái nó ra, cái nó lên, cái nó qua bên kia nó xuống lại, thì tự thân nó đã chịu lực rồi. Người ta chỉ cần hàng vô đây là nó chịu lực dạng bản công son đó, là rất là tốt rồi. Cộng với cái sự liên kết giữa các cái thanh sắt hộp làm cái lăng can như thế này nữa là nó thành một khối vững chắc luôn. Việc dập này cũng bằng máy tại nhà xưởng cho nên cũng nhắc rất là nhanh, đồng thời là người ta dập luôn những cái bông, những cái hoa văn như thế này để nó tạo cái độ nhám, nó không có bị trượt chân trong quá trình đi lên đi xuống. Phàm cho mấy cái kích thước này bên này. Cái này thì chúng ta có trong khoảng tầm gần 3 cm, chiều 3 phân á, chiều cao. Cái bảng này thì cái chỗ nhỏ nhất là khoảng 8 cm á. Rồi cái chỗ mà lớn nhất là 25 cm, tức là 25 phân á. Rồi còn cái đây là cái thanh sắt hộp thôi, 14 quá. Và vùng 2, này là vùng 2, sắt hộp vùng 2. Đó. Những thông tin như vậy. Còn cái bề dài này thì chắc nó khoảng tầm ly, ly 2 thôi. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta dùng cái sắt nó dài dài chút cho nó chắc chắn. Nhưng lưu ý là nó sẽ tăng cái tải trọng của cái thang, vận chuyển nó khó và chi phí chắc chắn là nó sẽ cao. Đó. Còn đây là cái tay vịn đây. Cái vịn này thì chắc khoảng tầm 40, đường kính 4 cm. Đây cái vịn. Còn dọc cái thanh này thì ta gắn những cái này như những cái hoa văn thôi để nó bớt đơn điệu thôi, chứ cũng không có tác dụng gì nhiều. Rồi chúng ta gắn cái trụ này lên cái nền, nó là bằng cái bản mã đây. Rồi nó có mấy cái con ốc để mà chống thấm,
để nước nó không có thấm sau xuyên qua cái ốc này nó xuống nền gạch rồi nó thấm xuống bên dưới á. Xác suất thì không nhiều nhưng vẫn có. Thì người ta dùng, người ta bán keo, bán silicon rất là kỹ lưỡng những cái vị trí như này để nước nó không có thấm xuống. Ở đây thì chúng ta có bóng cái con ốc như này. Đó. Rồi ngay cái bậc này thì để cho nó chắc chắn là người ta có một cái trụ này bằng sắt vuông 5. Đó. Người ta chống như này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đó. Nó có hai cái trụ chống ở cái bậc dưới cùng như này thì nó sẽ chắc chắn. Đó. Đây là cái cấu tạo nhìn ngang. Bây giờ chúng tôi sẽ quay lên trên một chút. Từ chúng tôi đang đi từ sân thượng lên trên mái nhà. Đây, đi rất là thoải mái. Mặc dù là cái bậc thì nó lọc làm là chừng khoảng tầm gần 55 cm thôi. Đây là trên mái đây chúng ta có rất là nhiều cái hệ thống kỹ thuật như này. Đây là cái hệ thống năng lượng mặt trời này, rồi có bồn nước, bồn chứa nước lạnh này. Đây là bồn chứa nước nóng, nó dính với cái hệ thống năng lượng mặt trời luôn. Rồi chúng ta có những cái cục nám máy lạnh. Rồi có cái máy kiến lấy sáng thông thoáng cho cái ô viên trời. Thì thỉnh thoảng những cái hệ thống kỹ thuật này nó có thể là nó bị hư, hoặc là nó không hư đi nữa thì định kỳ chúng ta cũng phải bảo trì. Ví dụ như cục lạnh thì cục nám của máy lạnh thì chúng ta phải vệ sinh. Bồn nước thì nhiều khi là phải thay cái phao cơ, phao điện. Máy năng lượng mặt trời thì cái hệ thống máy năng lượng mặt trời này thì có thể hở ron, tức là chúng ta cần phải lên xuống đây thường xuyên theo định kỳ để mà sửa chữa bảo trì. Nếu mà không có cái thang như này thì chúng ta có thể bắt cái thang nhôm hoặc cái thang tre leo lên leo xuống rồi dọn cái thang đi cũng được, nhưng mà nó sẽ bất tiện đối với thợ chuyên nghiệp hoặc là anh em nhân viên trẻ khỏe thì không sao. Nhiều khi bất chợt nó gấp đêm hôm hoặc ngày lễ gia chủ phải leo lên thì bắt những cái thang như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm. Thành thử chúng ta tốn một phần cái không gian nhỏ nhỏ khoảng 1m2 lọt lòng để gắn một cái thân sắt như này thì rất là tuyệt vời cho cái việc đi lại, nó rất là an toàn. Đây là cái toàn cảnh chúng ta nhìn từ bên hông của cái cầu thang sáng. Nếu mà anh em nào mà đam mê nghệ thuật thì cái cầu thang này nó cũng là một cái chi tiết nghệ thuật trong các cái công trình kiến trúc xây dựng. Rất là đẹp, nhẹ nhàng, thanh mảnh. Trên kho tư liệu xây dựng xin nha. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay từ thực tế các công trình rồi tải lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị. Đây là cái góc quay thẳng vuông góc từ trên xuống.